Listening 25. Listen and point. Desk. Chair. Crayon. Pencil. Notebook. À, các bạn ơi, hôm nay là mình sẽ học về dụng cụ học tập nha các bạn, gồm có sách, bút nè, tập nè. Hôm nay bạn Rosie sẽ mang dụng cụ học tập lên lớp nè, lên trường học nè các bạn, lên lớp học nè. Bạn sẽ đố các bạn của mình nha, xem bạn Rosie đố những cái gì nào. Bạn ơi, đây là cái gì? Đố bạn đây là cái gì nào? Các bạn biết không? Crayon đúng không nào? Rồi, mình sẽ nói là it's a crayon. It's a crayon. It's a crayon. Rồi, bây giờ bạn Rosie lại đố tiếp. Đây là cái gì nào? Đây là cái gì? Cái gì đây? Cái gì đây? Đây là cái gì? A desk. It's a desk. It's a desk. It's a desk. Đúng rồi đó, it's a desk. Có bạn nào biết đọc không nào? Và tiếp theo, chị Rosie sẽ đố. Đây là cái gì? Cái gì đây? Đố bạn biết cái gì đây? Đây là cái gì nào? What's this? Đây là cái gì? Chair. It's a chair. It's a chair. It's a chair. It's a chair. Cái gì đây các bạn ơi? Đố các bạn biết đây là cái gì? What's this? What's this? What's this? Đây là cái gì? What's this? Đây là cái gì nào? Notebook. Notebook. It's a notebook. It's a notebook. It's a notebook. Listening 25. Listen and point. Desk. Chair. Crayon. Pencil. Notebook. Listen and repeat. Desk. Chair. Crayon. Pencil. Notebook. Listening 26. Listen and chant. Crayon, pencil, notebook, desk, chair, notebook.